Rồi, đúng sau không? khi đã quay những chiếc xe của Tài thì Tiến Dũng thấy gia cư của Tài cũng rất là trang nghiêm, tam bảo. Rồi bên đây là môn hoàng diệt của Đức Thầy nè vị. Đó, nếu như mà mình thành được cái môn hoàng diệt này là coi như là mình đắc đạo luôn nha. Coi như là nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Đó, cho nên là mình thành được cái môn hoằng diệt này là coi như là đắc đạo tại thế đó. Rồi hôm nay thầy có xem những cái video của sư Minh Tuệ ở trên YouTube không thầy? Dạ có xem theo dõi, nói lại là theo dõi cái bước chân của thầy là mấy năm về trước lần chứ không phải mới đây. Nhưng mà mình giống như mình phát tâm là mình vừa kính mà vừa ngưỡng mộ, từ trong tâm mình ngưỡng mộ ra. Bởi vì kính lắm, tại vì giống như mình xem rồi mình hiểu được. Giống như người ta nói là cái người mà nói pháp á, thì không bằng cái người hiểu pháp, mà cái người hiểu pháp á, thì lại không bằng cái người hành pháp. Mà mình xem thầy mình ngưỡng mộ là tại vì mình biết thầy đang hành pháp. Hành pháp là kêu bằng thăng pháp đó. Trong 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 lời của Đức Bổn Sư có nói là cứ y giáo phụng hành đó, thì sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì lấy ai làm thầy, thì cứ lấy giáo pháp làm thầy, là cứ y giáo phụng hành, là cứ giữ giới, là cứ giữ cái đúng cái giới luật, thì bắt đầu trí huệ mới mở mang đó. Mình giữ giới là mình mới tu, cái gì nó cũng mới cảm ứng được. Thì bây giờ mình coi thầy Minh Tuệ là thầy là một cái người đang giữ giới rất là miên mật, giữ rất là miên mật luôn, bởi mình ngưỡng mộ. Coi như là ngưỡng mộ cái hạnh tu của thầy, cũng như là mình cảm thấy là ngàn năm hiếm thấy nghe. Không phải là riêng đất nước Việt Nam mình không, mà trên cả thế giới bây giờ người ta cũng đang là rất là kính kính phục thầy, tại vì cái hạnh của thầy tu rất đặc biệt ha. Đó, rồi thì nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một số người là không thích thầy, rồi phản bác đồ lại rồi này kia, rồi là nói thầy tu sai địa pháp này kia. Rồi theo như tài nghĩ thế nào? Thì cái đó em nói thẳng ra, giống như thường người ta nói phỉ báng một vị chân tu là kêu bằng đọa, mà kêu bằng vô gián địa ngục luôn á, nhưng mà mình không dám nói, có nghĩa là nghiệp ai nấy mang. Mà nhiều khi người ta vô tình, người ta một lời nói người ta không hay về thầy, mà cái nghiệp người ta mang mà người ta không hay, rồi vô tình đốt hết cả một cái phước báo, một cái gừng công đức của người ta mà người ta không hay. Bởi thường em lên mạng gì em thấy cái dự, bây giờ anh biết rồi, cái nào mình nghe, bây giờ mình biết chánh kiến với tà kiến, mà ví dụ mình nghe một vị sư đó thuyết pháp thì mình học Phật nhiều thì mình cảm nhận được là mình biết cái người đó lan truyền kêu bằng cái vấn đề đó có tà kiến trong đó hay không, hoặc là có chánh kiến hay không, là mình hiểu được. Mình ví dụ cái người ta nói không đúng mà mình cũng nhẹ nhàng mình lướt qua, mình không dám mà vô comment, không dám nói, mình sợ tổn cái phước báo mình đó. Tại vì mình là cái người người không phải gì, mình học Phật tại gia thì mình rất là tiếc phước, nếu như phước báo của mình không, mình rất là nhỏ luôn á, bởi mình sợ nó mất, mình càng giữ được cái thân khẩu ý của mình, nó không dám nói. Nhưng mà mình thấy người ta phỉ báng gì mình cũng thấy đau lòng, cũng thấy buồn cho người đó nữa, cũng thấy tội nghiệp á, cũng như người ta vô minh mà người ta không không biết á, vậy đó. Thì bây giờ mình cứ theo dõi trên cái hành trình thầy, là thầy chính hay tà, hoặc là thầy tu thế nào, mình tự biết mình tự hiểu, chứ đâu cần gì phải bàn cãi, phải nói nhiều nữa đâu, đúng không? Nhưng mà người ta càng nói chừng nào thì nó càng sai chừng đó, càng nói chừng nào thì càng lộ ra chừng đó. Lộ ra cái chân tướng của người dạ nói đó đó anh. dạ còn cái người mà cảm thấy người ta biết mình chưa có hành đúng pháp, chưa có giữ giới kỹ, hoặc là mình còn trong cái vòng trói buộc của cái cuộc đời này, của cái danh lợi này á, thì mình gắng cố gắng mình tu cho mạnh lên, cho dữ lên, cho kỹ lên đó, thì nó sẽ có tiến triển trên cái bước đường tu của mình thôi. Còn mình thấy vậy cái bắt đầu cái lòng, cái bản ngã của mình á, cái chấp của mình lên á, mình đố kỵ, bắt đầu mình nói cái đó tu khổ hạnh thì xách cái bình ba gì, xách cái nồi cơm này kia đủ thứ đó, bắt đầu nghiệp nó chồng vô, nghiệp chồng vô thì bắt đầu những cái người đang nghe người ta vô cái người ta phỉ báng ngược lại, vô tình nó mắc phước, nó vừa mắc phước của mình mà vừa cái người bị phỉ báng người ta cũng mắc phước ra đủ thứ vậy. Thì thôi bởi giờ thôi mình nên giữ cái khẩu của mình lại, mình càng mình tu nhiều chừng nào mình giữ cái khẩu mạnh chừng đó, huống huống chi là những cái người đời như mình, đúng không? Nội người đời như mình nói một hai câu mà mình còn phải xét lại coi mình nói có đúng chưa nữa, chứ đừng có nói người tu. Bởi vì tu là cái khẩu là quan trọng nhất. Bởi vì mình thấy trên mạng thấy có hai vị sư mà khi mà phỉ báng sư Minh Tuệ rồi đó, thì cái hậu quả mình thấy trước mắt ra thấy nó rất là nhanh, nhân đó. quả rất là nhanh Em ha. coi là em thấy ngán ngẩm, mà em chỉ lướt qua chứ em không dám nói gì nhiều luôn nữa, tại vì một cái áo cà sa người ta phát vô á là người ta đã hơn mình rồi, ta ngàn kiếp trăm kiếp người ta mới được phát cái áo đó vô. Mình người phàm thôi thôi mình biết vậy thôi, mình biết cái đó vấn đề đó tà kiến, mình lướt qua, nhưng mà mình ngán ngẩm, mình cũng buồn chứ không dám nói. Rồi, cảm ơn Tài nha. Chúc Tài sức khỏe nha.
Tiến Dũng Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc mọi người có một ngày mới sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Và ngày hôm nay Tiến Dũng đang có mặt tại nơi khóm Thái Sơn, thị trấn Nhà Bàng để đến thăm nhà của bạn Tài. Và tại nơi đây thì bạn Tài có một cái sở thích đam mê rất là độc đáo, đó là bạn Tài siêu tầm những chiếc xe cổ, những chiếc xe thời xa xưa, cũng như là từ năm 1960 mấy, 70 mấy, là những chiếc Marbolet và những chiếc xe của Pháp, của Đức. Thì nơi đây hôm nay Dũng đến đây để review và giới thiệu đến quý vị. Nếu như các anh chị nào mà cùng đam mê sở thích những chiếc xe cổ thì có thể liên hệ trực tiếp với bạn Tài nhé. Và sắp tới đây thì Tiến Dũng cũng có một cái chương trình, đó là sẽ quay để mà giới thiệu cho quý cô chú chị nào có nhu cầu về chẳng hạn như là review về nhà đất hay hoặc là xe cổ, thì chúng ta có thể liên hệ với Tiến Dũng để Tiến Dũng đến để đồng hành cùng quý vị nhé. Ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta hãy vào bên trong con hẻm nhà của bạn Tài để đi vào bên trong nhà của kiến bạn Tài nhé. Xe độc đáo này. Đó, từ ở ngoài lộ thì chúng ta đi vào khoảng tầm 50 m. 50 m thì chúng ta sẽ tới nơi salon tóc của Phước Tài, cũng như là xem những chiếc xe mà bạn Tài nơi đây luôn chăm chút và chăm sóc rất là kỹ để mà cho quý bà con của chúng ta, có ai có nhu cầu về những chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với bạn Tài nhé. Đó, đây chúng ta đã tới nơi nhà bạn Tài nhé. Ô, chào bạn Tài, khỏe không Tài? Đây cho gắn cái mic coi, đang làm gì hả? Đem con xe này mới đi phượt bụi bên Hà Tiên về nè, giờ phải lau. Vậy hả? Xe này là xe gì mà thấy đẹp quá vậy? Con nào anh? Ừ, chiếc đỏ đỏ nè. Con này con Sát Ruben của Đức, sản xuất năm 1956, 68 tuổi rồi. 68 tuổi hả? Nó là giống như là ông già rồi. Vậy là cái tuổi này là tôi phải kêu chiếc xe này bằng chú rồi nghe. Chú. Ừ, chú rồi, tại vì ba anh 72. Đúng rồi. Xe này 68 là cái như là chú xe rồi. Chú ơi, chú. Vậy là cái xe này là của Đức hả? Hay là của Pháp? Của Đức. Của Đức luôn. Wow, coi như là bạn Tài chuyên săn những cái xe độc lạ không ta? Dạ. Chiếc xe này là bạn Tài mình mua lâu chưa? Con này cũng lâu rồi anh, và mới mua mấy tháng trước, nhưng mà cũng về cũng phải làm lại chút đỉnh rồi mình mới đi được. Em mới đi một tour Hà Tiên về nè. Ừ. Quá dơ rồi mới lau chùi lại ha. Mà đâu ai nghĩ con xe này mà đi vài trăm cây số đâu, phải không? Ừ, vậy hả? Đi từ Hà Tiên về đi về là cũng mấy trăm cây à? Em đi hai tour rồi đó, là chạy cũng gần 400 cây rồi đó. Vậy hả? Tại vì một tour là nó 160 cây. Ừ. Đi hai tour rồi. Hai tour rồi. Rồi nó có ăn dầu nhớt gì nhiều không? Con này bốn mấy cây một lít, là cũng gần 50 cây một lít xăng á. Vậy ha? Dạ. Gần 50 cây một lít xăng. Dạ. Wow. Coi như là chiếc xe này nếu như mà bạn Tài mà có ai mà thích đam mê đó là mình chia lại là khoảng bao nhiêu? Con xe này em chưa có ý định bán nữa, nhưng mà cái giá của nó bây giờ mà em làm lên hết thì nó tầm khoảng 40 mấy triệu à. Vậy hả? Nhưng mà cũng như mình đang đi á, cũng như mình đang để dành đi tour á, mình bán thì mình sợ mình bị cục cái chân á, mình không có xe đi, bởi vì chưa có ý định bán. Nhưng mà tôi nhớ là như là bạn Tài là nhiều chiếc xe lắm mà, đâu phải có một chiếc đâu. Nhiều chiếc, nhưng mà cũng có một số anh em lại thích quá cũng chia ít đỉnh rồi, cũng vài chiếc rồi, nhưng mà bây giờ cô Ben là không còn nhiều, còn con này đi còn nhiều anh em lại, anh em dí quá, anh em lại thấy rồi dí quá lấy hết rồi. Vậy hả? Có con cô Ben đi rồi. Chiếc màu kem này là xe này gọi là xe gì á? Con này là con Mobilet của Pháp. Nó là tay ga. Mobilet của Pháp. À, hụn cái là đi. Hụn cái là đi. Ôi. Cái máy này lắm. Ngon lạnh chứ hả? Trời ơi. Trời ơi, càng nè hả? Càng luôn nè. Càng này sao mà giống mấy cái càng của mấy ông tiếng heo vậy hả? Đó. Phải không? Càng này không phải của nó, của để dành khi đi tiếng heo, rồi gắn vô chơi dây là càng của nó. Càng này nè, ở đây nè. Gì hả? Nè, bóp nó như dế vậy. Vậy là mình chế thêm cái càng này vô cho nó thanh cho nó lớn hơn ha. Dạ. Còn cái càng kia, càng kia mình còn bóp được không? Còn bóp được, nhưng mà cái càng này là tại khách người ta có nhu cầu bóp, người ta muốn bóp á, ta muốn bóp á, mình chiều người ta bóp cho vui nè. Vậy ha. Tại vì tôi nhớ cái càng này là ngày xưa nhỏ là mấy ông tiếng heo, mấy ông hay gắn. Cái càng này thì nó theo xe là nó bằng cái chuông điện vậy nè. Bóp nè, phải không nè. Nó cũng nghe, nhưng mà ở đâu nó như dế vậy. Nó nghe giống như là tiếng dế gái vậy. Đúng rồi. Cái càng này bóp thì êm hơn nha. Đúng rồi, thành ra mình bóp cái càng lên cho nó lớn lên để có gì ta né nó vậy không.
chiếc xe này là mình cũng tăng gan rồi lại đúng không, chứ đâu xe phải là sơn xi mới rồi về khách chỉ đi thôi, nhưng xe này là em bán nè, em bán cho khách để dành chân cà phê á, để dành đi cà phê rồi trưng bày chụp hình cưới rồi đó, rồi để dành cho anh nào mà có mấy ghệ ghệ mà mới nhú chở ghệ đi chơi rồi đó. Vậy này nói giỡn thôi chứ vợ nghe vợ đuổi ra đường luôn à, chở vợ cũng được chứ thôi không phải nhất thiết chở ghệ. Cái chiếc này là nếu mà mình chia lại là khoảng bao nhiêu thôi bạn tài? Con này giá của nó thì em bán ra thì tầm 35 triệu. 35 triệu cho một con xe sơn xi mới về là chỉ đi thôi. Vậy luôn ha, về là chỉ đi thôi. Chiếc này nếu mà nó sản xuất là năm mấy vậy? Năm 1960. 60 ngay 65 năm rồi. Cũng chú nữa. Chú nữa chứ. Bây giờ chàng xe là chú bác không chứ. Mấy không chiếc xe này con cháu là toàn là chú bác không người ta. Rồi chiếc vào đây. Chứ đây là chiếc gì nữa? Cái con này là xuất Mỹ. Con này là mô lớp mà của Pháp xuất qua Mỹ. Kêu bằng bản Mỹ. Con này thì còn nhỏ. Con này năm 78. Chiếc này là cũng là mô lớp cũng trung hãng này luôn. Trung hãng nhưng mà con này xuất Mỹ. Xuất qua bên Mỹ. Con này còn sơn zin. Wow. Chiếc xe nhìn thấy nó dày hơn xe này ha. Thấy nó kịch cọp hơn ha. Vì cái người nước ngoài đi mà bởi vậy làm cho cứng cáp á, nặng ta bự con á. Bánh mâm rồi nó đề bánh mâm luôn. Là mâm riêng nó luôn đó hả? Mâm riêng của nó luôn. Theo xe riêng luôn. Theo xe. Wow, chiếc xe này đã ở đâu đập máy nó thử coi. Xe Mỹ ha. Lần đầu tiên mới thấy chiếc xe Mollet Mỹ á vậy. Máy lực. Wow. Cái máy nó rút lên rút xuống vậy nè. Wow, càng này lớn hơn. Càng này đây ha. Sao tôi thấy nó chạy mà cái máy nó giật giật là sao hả? Cái máy nữa. Cái đề này là cái đề máy rút, là chạy là cái máy nó rút lên rút xuống vậy nè. Là giống như cái nồi tay ga bây giờ của mình cũng vậy á, chạy tới dốc nó tự động nó có ba cục bi ở chỗ nó rút nó tăng đưa nó đẩy lên dốc. Thì cái đề này là kêu bằng cái đề sau, bởi nó cải tiến, nó làm cho cái máy nó mạnh lên. Máy mạnh lên. Mà nó còn giật giật vậy đó ha. Còn cái đề này là ở đề trước. Wow, chiếc xe này nếu mà các chú các bác mình mà thích chiếc xe này rồi kêu bằng tài chia lại bằng tài để khoảng nhiêu? Con này thì giá của nó tầm cỡ 65 triệu. 65 triệu. Tại sơn zin hết luôn mà. Wow, dữ vậy ta. Sơn zin. Của Mỹ mà máy lớn nữa. Bởi vì Mollet của Mỹ thế nó khác hơn Mollet của Nhật của Đúng rồi, cái con này ra là anh đi như ông Đa, anh đi anh chạy cả chừng 70-80 bình thường. Ra chạy nó chạy nhanh á. Vậy luôn hả? Còn con này thì máy mình làm đi cà phê chừng 50-60 thôi, 50-40-50. Hai con nó cái máy nó khác nhau, máy này khác nó mạnh. Khác nhau ha. Dạ. Nó cũng công công nhưng mà điều cái thằng này nó giật giật giật, cái máy này giật giật. Đúng rồi, còn cái này máy kia nó không giật chơi, ta kêu bằng máy rút. Máy rút. Còn cái này là cái máy thường. Cái máy nó không rút. Vậy ha, quá đặc biệt cho ta. Chiếc xe này nếu mà ai yêu thích là phải để là phải 65 triệu hả? Dạ. Quá đặc biệt ha. Coi như là xe này là sơn zin, là tất cả đều là zin hết luôn hả Tài ha? Zin hết, chỉ có mình gắn kiến với cái càng là không phải của nó thôi. Còn toàn bộ là zin hết. Rồi nó có hao xăng lắm không? Cái máy lớn thì nó cái máy này chắc cỡ 40 can lít. Vậy là đỡ hơn xe kia một chút ha. Xe này thì 40 mấy can lít thì xe này cái máy nhỏ thì nó ít tăng xăng hơn, nó đỡ được mấy cây. Ví dụ xe này 45 cây đi thì xe này mình chạy 40-40 can lít. Vậy luôn ha. Coi như là cái chiếc này là cũng sản xuất năm mấy? Năm 1978. Đây nè anh chỉ về đây chiếc này là nè, anh quay đây nè, có nè. Có không để năm luôn ha. Năm 1979 nè anh thấy không? 79. Vậy là chiếc xe này là nó là cũng cái này nó để này xuất Mỹ luôn nè anh coi. Đây nè, 40 mấy năm rồi. Đây nè, California nè anh thấy không? California bicycle nè, còn tem còn nhãn chừng ha. Quá đặc biệt ha. Đây nè, chữ này đây nè, tem nó để cái ngày xuất qua Mỹ luôn nè, 1981 nè. Đây nè anh thấy không nè? Chiếc này quá đặc biệt ha. Chà, những anh chị mà đam mê xe cổ thì kia chắc gặp cái chiếc xe của Tài chắc là chảy miếng quá ha. Nhìn quá bén à. Người ta biết người ta mới thích. Cái người không biết nhiều khi người ta gặp cái ta chời môi cái ta lắc đầu nhẹ cái người ta bỏ đi. Vậy luôn hả? Nhiều khi người ta chửi khùng luôn nữa. Vậy luôn hả? Nói ôi ba cái đồ xe khùng xe quỷ này mà chơi cái gì. Vậy hả? Cũng tùy theo người. Thấy có chiếc xe có cái thùng cà phê gì nữa hả? Xe này nè. Cái xe này nói ngay nó cũng là một cái nhân viên. Tại vì cái ý tưởng của em là giống như hai chồng bây giờ chiều cái cứ nằm bấm thổi lướt hoài chán quá. Rồi suy nghĩ ra là thiết kế cái thùng cho vợ chở đi bán khoai luôn. Bán trên núi Két nè, bán chỗ khu Đại Phúc núi Két nè. Là bán chỉ có 2 tiếng buổi chiều thôi, từ 4:30 cho tới 6:30. Bán vậy cho ha. Khách người ta tập thể dục rồi đó.
Vậy luôn hả? Ừ, hai chồng vừa bán vừa ngồi chơi thoải mái, tập thể dục rồi luôn. Coi như vừa tập thể dục, vừa thư giãn, vừa dạ. bán cà phê đá me rồi vừa đó ha. Dạ, nhưng mà phải mua lết mới được nha. Phải, phải, phải tuổi thơ của bố của chị ha. Dạ. Cái chiếc này là nó có giống như cái chiếc của Mỹ này không hay là khác nữa? Chiếc này cũng máy rút luôn. Hả? Cái chiếc này là cũng cái máy cũng rút luôn. Máy rút luôn. Nhưng mà xe này là không phải xe Mỹ, xe Việt Nam. Ừ. Là nó sản xuất năm 1959. Ừ. Tên của nó là AV85. Ờ. Vì là 59 như là nó già hơn chiếc xe này 20 năm. Dạ. Nó già hơn chiếc xe đen này 20 năm. Dạ, đúng rồi. Ha. Ừ, giờ chiếc xe này mà ví dụ như mà ai yêu thích thì có chia lại nó không? Xe này chia vợ quýnh luôn á, chia vợ đâu có xe rồi đi bán. Vậy không có hả? Ông kia ông năn nỉ gì, ông xuống ông gặp ông hỏi hoài luôn, hỏi xe này mày mua nhiêu, nói xe này con dọn 45 triệu. Ừ. Ông kêu bán rồi nó chạy bán rồi xe đâu rồi vợ đi bán. Ờ. Vợ nó ông mà bán rồi tôi đuổi ông đi luôn cái chứ. Vậy luôn hả? Vậy là nếu mà bán là vợ nó kêu đi theo xe luôn hả? Đi theo xe luôn. Wow, vợ ngặt vậy ta. Ờ, giống như giờ xe này giống như là của Hoàng Môn, của riêng của nó luôn. Của riêng luôn đó hả? Không có đụng được đó. Không đụng luôn. Không đụng được. Là bà không cho bán ra hết. Không nếu có mà bán là Tài phải đi theo vậy xe luôn. Thẳng ra xe này giờ có tiền mua không được á. Ờ. Như là có tiền mua ngặt được. Tại nó không bán đó gì mua. Trời ơi, bên trong thấy còn cái chiếc xe gì giống cái xe 67 quá vậy, Tài xe này nè. Chiếc đen nè. À cái đó không phải 67 anh, cái đó mua lết mà, cái này trong nước. Mua lết là trong nước a gì 99Z. Cái bản này là nó cũng xuất Mỹ luôn. Ừ. Cái bản Pháp xuất Mỹ mà tại nó cũng là của Mobilet luôn. Mobilet. Mobilet zin của nó đây này còn xe zin, zin hết. Ừ. Vậy luôn hả? Dạ. Wow. Dáng nó nhìn nó ngầu ha. Ngầu quá, ngầu quá. Nhìn ngầu nhìn. Cái tên gọi là tên gì? Mobilet 99Z. Mobilet 99Z à, cái số 99 này ha. Nhưng mà cái người Việt Nam mình thường không có kêu tên đó mà kêu bằng châu nước. Châu nước. Y gan con châu nè, cái sừng hai sừng có sừng nữa không? Ừ. À, cái phuộc cũng có cái sừng đó nè đó. Ừ. Y gan luôn, kêu bằng châu nước. Kêu bằng châu nước luôn. Dáng nó hầm hố như con châu vậy đó. À. Anh nhìn anh cứ tưởng tượng y gan con châu vậy. Wow, nhìn cái dáng nó ha mạnh mẽ ha. Dạ. Cái chiếc này là năm mấy vậy hả Tài? Sản xuất á? Không, con này năm 78. 78. Ở đây nó có để luôn nè. À, cũng có cái tem nhãn ở trong đó luôn ha, cũng có ghi luôn ha, xuất xứ luôn ha. À. 78 luôn. Ừ. À, quá đặc biệt bà con. Chiếc này là sản xuất năm 78. Dạ. Mà nếu mà cái chiếc này cái giá trị của nó hiện bây giờ mà Tài để lại cho anh em nó là khoảng bao nhiêu Tài ha? Con này 80 triệu. 80 triệu. Tại vì nó là hiếm, nó dạng không phải gì, nó hiếm, nó khó tìm ha. Ừ. Khó tìm, bởi thường con này em để chân để sưu tầm với đủ duyên thì mới bán. Có nghĩa cái người biết giá trị của nó mua về chân ok thì mình mới bán thôi, chứ thật sự mình cũng không có cần thiết phải bán. Vậy luôn ha. Bán thì mình đâu còn xe chân nữa, mình mua lại không có được. Coi như là nó cũng là một cái chiếc gọi là coi như là khó kiếm mà hàng hiếm luôn ha. Đúng rồi. Nói tóm lại con này là đáng để sưu tầm á, để trưng bày rồi là ok, nhìn nó hiếm. 80 triệu. Tại vì anh nghĩ anh nhìn anh đâu biết mua lết đâu. Ừ. Anh nhìn anh tưởng 67 hoặc xe đê mà. Anh tưởng đâu là cái đời giống như xe 67 quá. Có bằng đạp nè. Vì là tất cả nó đều zin hết hay sao? Zin hết, xe này zin tới cái yên luôn nè. Zin tới cái yên luôn. Zin hết. Wow, cái yên da của ngày xưa thấy nó cũng khác hơn da bây giờ hả Tài ha? Ha. Dạ. Thấy nó chất lượng ha. Dạ. Tới bây giờ mà cái yên này sinh năm 78 hả? 40 mấy năm rồi Tài? 47 năm mà. 46 năm ha. Đúng rồi. Wow, hết sức không? Bình nắp được kia đầy đủ chưa? Xe này chạy nó có hao xăng hao dầu gì lắm không? Không, xe này thấy cái máy nó bự chứ cái lồng nó nhỏ. Mình chạy xăng hay chạy dầu? Xe này xăng, xăng pha nhớt. À, chạy xăng pha nhớt. Mình cứ 5 lít xăng mình pha xỉ nhớt hay thì mình lắc đều đổ vô. À. Chạy ví dụ cái này con này thì mình đi cả 4 mấy can lít à. 4 mấy can lít ha. Dạ. Wow, chiếc xe này là phải 80 cũ nha, 80 cũ mới rinh được chiếc xe này nha bà con. Dạ. Chứ còn cỡ 75 có thể được không? Dạ. Cái đó tùy theo cái người mua có dễ thương không nữa hên xui. Vậy ha, tùy theo người mua có dễ thương không ha. Cái con mấy con mua lết thì bỏ nó qua đi, chỉ có con này là độc quyền nè. Trời ơi, đây con này con gì mà độc quyền nữa? Anh thấy có cái xe nào mà cục máy để ngoài trước không? Ừ, cục máy gì để ngoài sau không à, để dưới không à? Cục máy thường là để giữa để sau, nhưng mà cục máy này nó nằm trước. Cái máy để trước mới ạc ạc đáng đáng tá. Xe này gọi là xe gì vậy Tài? Con này nó kêu bằng Velo Solet 4600. Nhưng mà đặc biệt của cái con này là nó là cũng là bản Mỹ luôn. Ừ. Bản Mỹ là nó có chữ coi là California ở đây nè, anh thấy không? California. Y gan hồi nãy nè, đó. À, năm 1981 là ngày nó xuất qua Mỹ nè. Ừ. Đó nè, anh thấy không? Wow. Chỗ này để Made in France nè, anh thấy không nè, cái này là dòng này của Pháp. Sức ha. Đây nè. Ờ, dòng này của Pháp nhưng mà xuất qua Mỹ ha. Đúng rồi. Tại ta siêu tầm những cái xe độc đáo không ta? Con này là zin toàn bộ hết, xăng zin đó. Nè, cái biển số Mỹ luôn anh. Đâu. Này cái biển số Mỹ luôn. Ừ. Biển số Mỹ luôn. Đúng rồi.
Wow. Cái mã này là cái mã Mỹ, còn cái ở dưới đây là cái số của người chủ xe muốn lấy với cái tên viết tắt của người chủ xe. Bên Mỹ độc quyền có một cái là cái người chủ xe được để cái tên của mình vô. Vậy luôn ha, Đúng rồi. đặc biệt ha. Chiếc xe này là Tài lấy về lâu chưa? Cũng lâu rồi, nhưng mà cái xe này nó nổ máy là nó hay vậy nè, là nó không có cái cọng dây sên máy, là nó chỉ có cái cục đá mài trong đây nè, cái cục bánh lăn á, để em dỡ lên cho coi đây nè. Ở đâu 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 Nó nằm dưới này, cục đá mài này nè, cái nó mới cạ vô cái vỏ nè, cái nó quay nó cạ, cái nó lôi cái vỏ này đi, nó lôi cái vỏ đi chứ nó không có dây sên gì hết. Cái này mình hạ xuống này đó, mình hạ xuống mình nổ máy, mình hạ xuống cái bắt đầu nó nổ máy, cái nó bắt vô lôi đi. Bắt vô lôi đi. Ví dụ như mình muốn đạp xe đạp thì mình dỡ cái máy lên nè, em hạ này, dỡ máy lên nè, là mình đạp xe đạp độc chiêu người đó. ta. Này bây giờ mình hạ máy xuống này nha, nó dính bánh dính bánh là giống như cái máy nó đang nổ đã lôi đi, nó lôi nó bánh lôi đi. bánh đi. Ngặt vậy ta, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Mà cái xe này hồi xưa là của cô giáo đi để dành đi dạy học rồi đó. Nói tóm lại là cái thời cũng của công nhân viên chức hồi xưa là mới sở hữu cái máy xe này, chứ không phải đơn giản mà cái người thường mà mua được máy xe này đi. Đúng rồi, xe này là cũng là giờ gọi là cũng là đại gia đó, hay ngày xưa ha mới có được cái xe này chứ không phải giỡn đâu nha. Nhậm khi cái xe này nếu mà nhìn nhìn thoáng thoáng người ta không biết, người ta nói xe điện người ta đâu có biết được cái xe này, cái Velocelet 4600 này là sao vậy Tài? Cái bản là cái đề của nó, cái bản hiệu của nó, giống như nhầm cái đề nó là 1002, rồi 3003, 3008, 5003. Nhưng mà những cái đời khác á, thì nó không có cái tay ga, là nó chỉ có cái cần gạt ga thôi, còn cái này là nó có tay ga, có đầu đèn luôn. Tay ga luôn hả? Bởi vì cái bản này là nó là bản đặc biệt, là nó vừa có đầu đèn mà nó vừa có cái tay cùm ga này luôn. Còn những cái bản khác là nó chỉ có một cái sợi dây nè, cái mình gạt cái là bắt đầu cái ga nó tự động, nó có mực à. Ở đâu Tài nổ máy thử xe này coi thấy không? Cái xe này hết xăng rồi nổ máy là phải chạy đạp rồi gặt cái này xuống nó mới nổ, chứ không phải như mô lớn mà mình đạp một cái nó nổ. Vậy có nghĩa mình vậy phải đạp cho nó có chớn rồi mình mới hạ cái cục này xuống, rồi bắt đầu nó chập vô đây nó mới nổ. Nó hơi phức tạp hơn phức tạp cái hơn. Kia. Nếu mà cái chiếc này mà như cô giáo nào mà thích chiếc xe này, hay hoặc là anh nào mà thích mua cho vợ thì kia đó, Tài có bán là không? Dạ có chứ anh, có. Hả? Có có bán có. Là bao nhiêu chiếc này nè? Con này 48 triệu. 48 triệu cho một con xe độc. Wow, chiếc xe độc đáo ha, xe của Pháp xe này là ha. sơn zin toàn bộ hết, xe của Pháp xuất xe qua này Mỹ là ha. Để trưng bày á, để trưng đồ ok, trưng bày quán cà phê đồ đẹp. Nhưng mà thỉnh thoảng chạy cũng được chứ? Chạy được, đi em đi cà phê hoài. Ủa, rồi cái chiếc gì Yamaha vậy đây nè, chiếc này cũng con giống giống này xe 67 vậy. Con này con Yamaha FS1, con này là phiên bản giới hạn của châu Âu. Phiên bản châu Âu luôn. Dạ, phiên bản giới hạn. FS1. Vậy hả? Dạ. Wow, xe độc đáo hả ta? Mấy con này em để chưng mà em cũng ít đi. Rồi tại có bán không? Để chưng có bán không? Con này không có bán, con này để chưng. Tại con chiếc rồi bán rồi mua hết rồi, bởi vì thôi để sưu tầm luôn. Vậy luôn hả? Để chưng suốt rồi, đâu có đi đâu. Là để chưng chơi vậy thôi, để chưng làm chơi. mẫu vậy thôi hả? Wow. Con này sơn zin zin toàn bộ hết luôn. Độc đáo ta, cái bình xăng nó dài thấy thiệt thấy không? Rồi bên đây là cái bô của nó. Bô zin nó luôn hả? Bô zin của nó luôn. Đồ cầu này là zin hết á. Ngắt vậy ta, biển năm 1972 luôn. Wow, chiếc xe này nếu mà hồi đó Tài tu bổ vô hết là mua hết là nhiêu rồi? Con này nó ngay xưa mua cũng mấy chục à. Mấy chục là mấy chục? Cái xác của nó không là 60 triệu á. Cái xác không hả? Chưa tính tăng gan lại thêm ha. Wow. Xe này hồi xưa là của con em nó mua là nguyên cái xác luôn là 60 triệu. Xe kho. Vậy luôn ha. Ở phía sau đó còn xe gì không? Lúc trước trong này cũng thấy có nhiều chiếc vậy, còn không? Cũng phía sau còn, nè, cũng dẫn nó luôn coi. Còn tham quan nữa. Luôn coi. Đi cho nó hết chỗ luôn có được chứ. Wow. Bây giờ chống nước. Chống chảy vậy? Dạ. Lúc trước ở đây anh nhớ tới mười mấy chiếc lần mà Tài. Trời ơi, có cái ông bạn ông xuống không hết trơn rồi. Vậy đó hả? Ông bạn ở đâu hả? Ông ở Gạch Giá. Ừ. Ông xuống ông mở nhà hàng, ông hốt hết trơn. Ông mở nhà hàng, ông gom nguyên lô luôn hả? Gom nặng ông trưng bày á. Ông gom hết nhiêu chiếc rồi? Gom cũng 8 chiếc. 8 chiếc một rồi. Mình không có lấy 8 chiếc. Wow, mấy chiếc này là hiện giờ là chạy được không hay là chỉ chạy đang được hết, chạy được hết. Mấy chiếc này chắc rẻ hơn hả Tài ạ? Con này là con của dòng của hãng Honda đầu tiên là BC, BC50 Honda có bằng đạp. Là cái hãng Honda mình nó xe Honda, nó là đời trước cúp nữa. Nó Honda. Nó đây chỉ Honda nữa. Còn chữ Honda luôn. Rồi chiếc này. Con này con sát sát Isa. Sát Isa của Đức. Con này con chính chủ luôn, con biển năm số chính chủ luôn. Năm số chính chủ luôn. Dạ. Wow, quá đặc biệt ha.
Mấy chiếc này khoảng nhiêu tiền ta? Con này nếu mà chính chủ giờ chắc giá trị của nó cũng không có đếm được nữa. Còn con này thì mấy chục triệu à. Con này con sách tự động. Rồi mấy chiếc bên đây? Mấy chiếc bên đây là bây giờ là con mấy con bên đây thì giá nó cũng hơi thấp rồi. Con bên đây như con này bây giờ là xe em dọn mới sẵn nè. Nhưng mà của người ta xài rồi, người ta bán rẻ lại thì con này nó tầm khoảng 28 triệu à. 28. Chiếc bên đây. Con bên đây 30. 30. À, nó nhỉnh hơn chút. Chiếc này. Con này con xe zin, còn giấy nè, giấy xưa luôn nè. Giấy nó để mua billet AV 85 nè, thấy không? Thẻ đăng bộ luôn nha. Giấy này là giấy cảnh sát quốc gia hồi xưa nè. Dán ở đó luôn vậy đó hả? Dán vô che luôn để sưu tầm, sơn zin luôn, xe này nó mọc. Xe này em để sưu tầm em có bán, để chân. Để chân nữa, sưu tầm nữa. Dạ. Thấy cái yên mà nó gắt cả này nên biết nè. Cái yên này là mình giá lại đó hả? Mai lại hả? Yên zin của nó mà mình giữ gìn mình mai lại. Mình mai lại vậy đó ha. Dạ. Có những thứ nhiều khi không có mua được bằng tiền, nhiều khi mình mua được nhưng mà mình không có nỡ bán đi, mình phải giữ nó lại cho nó có cái giá trị thời gian. Còn có những con ví dụ mình cảm thấy nó mới quá, mình không muốn chơi nữa thì mình bán cho những người cần hơn. Vậy ha. Có giá trị quá. Giống như người ta không biết chơi, ta gặp cái con xe cũ này người ta cũng như thấy nó cũ quá, người ta không thích. Giống như người ta nói là sao xe cũ quá này kia, ta sợ hư. Nhưng mà đối với mình á thì nó đã cái nư của mình. Mình nhìn cái nó sướng hơn mình vậy đó. Đối với mình ví dụ mấy con xe mới thì mình chạy hoài mình chán rồi, nhưng mà người ta mới chơi người ta lại thích. Thích cho mới láng láng rồi ha. Xe đẹp. Vậy đó. Còn mình chơi lâu năm thì mình thích hàng cổ, mình thích hàng mộc. Hàng mộc. Dạ. Cũng như chiếc bên đây cũng mới là tốt tầm này phải không? Chiếc bên đây mới nhưng mà nó đặc biệt, có một cái là nó biển số 67 An Giang luôn. Vậy hả? Nó còn giấy zin 170 là A luôn, nó giá trị của biển số này nè. Đọc chiều ha. Nó mới là đẹp. Chiếc này chắc cũng vài chục hả Tài hả? Con này em mới bán cho ông kia 45 triệu. Bán chưa? Bán rồi. Là ông hẹn ngày lấy đó hả? Ông gửi. Bán rồi. Vậy hả? 45 triệu. Bán rồi, ổng rồi nhưng mà ổng gửi đi. Ổng gửi. Gửi đây chừng nào ổng lấy thì ổng lấy ha. Dạ. Ví dụ như mà tại qua đây đứng rồi, Ví dụ như mà bà con mình mà ở xa mà muốn chia là những chiếc xe của Tài đó thì liên hệ với số điện thoại nào của Tài hiện giờ á? Em đang xài số điện thoại 0774889418. Phước Tài xe cổ núi Két An Giang. Phước Tài xe cổ núi Két An Giang. Tới núi Két là em nằm ở dưới chân núi Két, cách núi Két cỡ 500m. Cách chợ Nhà Bàn cũng khoảng 200m không ta? Cách chợ Nhà Bàn cũng cả 500 á. 500 ha. Nhưng mà ví dụ như anh em nào có mua xe thì cũng được, còn không mua thì có dịp đi ngang vô em mời ly cà phê đàm đạo xe cổ đồ chơi. Như kiểu mình đam mê á. Đam mê ha. Không có nhất thiết là vô phải mua xe này kia, vô là anh em vô là mình tiếp hết. Rồi, cứ ngồi tâm sự. Quý bà con cô bác nào mà có nhu cầu cũng như là thích đam mê cùng với Phước Tài những chiếc xe cổ thì có thể liên hệ qua số điện thoại của Phước Tài mới vừa đọc đó bà con. Thì Phước Tài sẽ đón bà con mình đến đây uống một ly cà phê để tham khảo. Còn không mua, Phước Tài cũng vẫn vui vẻ ha, cũng vẫn là chia sẻ đam mê với cô chú anh chị ha. Rồi giờ đây thì cảm ơn Phước Tài đã dính thời gian chia sẻ những chiếc xe cổ để cho bà con mình coi như là xem lại những cái ký ức, những cái hoài cổ của ngày xưa ha. Ông bà mình ngày xưa cũng là đi những chiếc xe này, nhưng mà hôm nay Tài lưu giữ lại đây là cũng là một cái đam mê. Chứ thật ra nếu mà những người mà ta không có thích đồ cổ thì ta nhìn cái ta lắc đầu à. Lắc đầu gì đâu mà ta mấy chục triệu, Nói nhầm chú gặp hỏi em nói xe này nhiêu con, thật sự không có dám nói giá luôn. Nói dạ con không biết nữa, tại vì của ông ba để lại. Chứ thật sự nếu mình nói ra nói con này 30, 40 nhiều khi ổng bỏ ổng chạy luôn, hoặc là ổng nói mình này kia không dám nói. Vậy ha. Rồi chúc cho Phước Tài luôn luôn được sức khỏe và gặp nhiều may mắn ha. Giờ đây Dũng xin tan ái, mến chào, xin hẹn gặp lại vì vào những video tiếp theo. Nếu vì thấy video có ý nghĩa hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.